Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Bifacler. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về PFAS L cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần c phát L Tá dược vừa đủ Dạng bào chế Viên nang cứng Công dụng c L được chỉ định trong các trường hợp nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm. Viêm tai giữa, nhiễm khuẩn đường hô hấp, kể cả viêm họng và viêm amidan, những khuẩn đường tiết niệu cấp tính và mãn tính kể cả viêm bể thận và viêm bàng quang. Những khuẩn da, viêm xoang, viêm niệu đạo do lậu cầu. Cách dùng: thuốc dùng đường uống, uống vào lúc đói. Liều dùng. Người lớn. Liều thông thường 250mg mỗi 8 giờ, liều tối đa 4g mỗi ngày. Viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan, những khuẩn da và mô mềm nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới liều 250 đến 500 mg ngày 2 lần hoặc 250 mg ngày 3 lần. Đối với các nhiễm khuẩn nặng hơn, dùng liều 500 mg ngày 3 lần. Để điều trị viêm niệu đạo do lậu cầu, liều duy nhất 3 g phối hợp với 1 g probenecid. Trẻ em. Liều thông thường 20 mg trên 1 kg mỗi ngày, chia ra uống mỗi 8 giờ. Đối với viêm phế quản và viêm phổi, dùng liều 20mg trên 1kg mỗi ngày chia làm 3 lần. Trường hợp nhiễm khuẩn nặng hơn có thể dùng 40mg trên 1kg mỗi ngày chia làm nhiều lần. Liều tối đa 1g mỗi ngày. Khi sử dụng thuốc ở trẻ em, cần lựa chọn dạng bào chế phù hợp với việc chia liều, có thể sử dụng dạng viên năng cứng chứa 250mg phát l hay dạng thuốc cốm cefaclor l để chia liều cho phù hợp. Chống chỉ định không dùng cho bệnh nhân nhạy cảm với kháng sinh nhóm cephalosporin. Trẻ em dưới 1 tháng tuổi Lưu ý khi sử dụng Thận trọng sử dụng đối với bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với penicillin. Cẩn thận khi dùng xe phác lờ cho bệnh nhân suy thận nặng. Bệnh nhân có bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh viêm kết tràng. Chỉ sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú khi thật cần thiết. Xe phát lờ không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, một số trường hợp hiếm gặp có thể gây đau đầu, chóng mặt, ngủ gà, do đó người bệnh sử dụng thuốc nên thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc. Tác dụng phụ Thường gặp Tăng bạch cầu ưa eosin Tiêu chảy Ban da dạng sởi Nhà sản xuất Công ty cổ phần Pimefaco Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm PFACL, đồng thời biết cách sử dụng PFACL sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham